kéo ăn nhiều đi. Dạ, rầy thì ở trong cái khu vực này thôi. Còn ngoài chỗ em nó có một miếng đất hoa màu nữa chứ. À rửa à? Dạ, từ ngư nghiệp xong là đưa lên ở chỗ đó. À. Xong ở đo và ở trại nổ quá nhiều á. À. Rồi họ đưa lên cho trên nữa. Xã họ đưa lên cho một số dân ở trên là 40 hồ đó. Dạ. Tuy nhiên về chứ họ cũng có công an việc làm. Dạ. Cũng có đất cánh tạc để trồng trọt, rau màu chứ hết luôn. Cũng có đất để trắng nuôi luôn chứ hết luôn. Dạ. Kính chào quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị em và các bạn. Sáng hôm nay thì Trân Trân ra đến đây là thôn Hòa Đức, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế để thăm một gia đình ba cháu nhỏ, rất là nhỏ, trong trường hợp hoàn cảnh là bây giờ đang ở với ông bà nội, là tại vì ba của cháu là mất mà mẹ của cháu thì bỏ đi, cho nên để lại ba anh chị em rất là nhỏ sống với ông bà nội. Ông bà nội thì cũng tuổi già sức yếu khó khăn, ông bà ngoại của cháu thì ở A Lưới, không đủ khả năng để mà nuôi ba cháu, cho nên bây giờ là ông bà nội của cháu thì mang cháu về. Và trường hợp đầu năm học cũng rất là khó khăn, tiền bạc học phí, cho nên có nhiều anh chị ở đây thì alo Trân Trân để mà nói Trân Trân ra tìm hiểu để có thể nếu được thì giúp đỡ thêm cho mẹ cháu có tiền đầu năm nộp tiền học phí. Đây nhà ông bà nội của mẹ cháu, nhưng mà đây cũng là nhà thờ thôi chứ cũng không phải là nhà chính thức của ông bà nội mẹ cháu. Dạ con chào bác. Dạ, chào chị. Dạ, chào mẹ. Dạ. Chào mẹ con. Dạ con chào. Thầy ảnh nó bây giờ mình ra mình gặp mẹ con đây. Giới thiệu giùm chị đi em. Dạ. Đây là ông mẹ nuôi của mẹ cháu phải không? Dạ. Ông tên chi ông? Dạ Nguyễn Văn Đề. Dạ. Nguyễn Văn Đề. Nguyễn Văn Đề. Đề. Nguyễn Văn Đề. Dạ. Ông Nguyễn Văn Đề. Dạ. Con bà nội. Võ Thị Nguyên. Võ Thị Nguyên. Là hàng ngày là theo chia sẻ của em ở đây là kêu gọi Trân Trân về giúp đỡ cho ba cháu nhỏ. Yeah. Là cháu nuôi của ông mẹ. Yeah. Thì em nói hàng ngày là ông làm chi quyền thôi. Yeah. Hàng ngày là ông ba nội là ông được đi làm là lao động chính ở trong gia đình. Và ông là làm nghề bóc vỏ cây ở trên rừng á. Đó. Là vỏ cái tràm. Dạ vỏ cái tràm đó. Dạ cái kéo cái tràm đó. Là một ngày được chừng mua không? Ngày 27-28. Dạ. Chủ yếu ông đi làm con. Nhưng ba... mà cái việc có đều không? Dạ không, có nào có bảo con ngay nghỉ. Mưa là nghỉ. Dạ ông bán nổi ăn cái đi. Cũng làm. Năm đi ông 70 rồi. Dạ là năm 3. Năm 3? Dạ, cũng 70. Năm 3 mà răng không nổi không đủ tuổi lao động à? Con làm mà đều có phải nặng, nó lắm nổi rồi chị. Là nghe nó cực vất vả. Cực vất nặng, rồi nặng cứ hà xuống, nó hà xuống. Đừng được trơi cả ngay rồi mà. Bọc lưng xài họ. Dạ. Con mẹ gọi làm chứ không? Nào không? Nào có đó đi, ngay lọc chọc ra dạ, để đi thêm phụ trưởng cho phụ với ông. Cũng là làm bất bộ kéo bộ tràm luôn. Dạ. Khi nào cái bệnh mà không lên á, dạ, thì ba không đi. Là mẹ bệnh chí? Bệnh da liệu ngựa, viêm ngựa hẹp. Lên ngựa là ba cứ gái đây người nữa. Còn ba đời cháu đây là đứa lớn, cháu lớn mấy tuổi đó con? Dạ, 10 tuổi. 10 tuổi là học lớp 6? Lớp 5. 4. Lớp 4. Tiếng Lưỡi. Lưỡi cho nên học trễ đấy. Dạ. Không là lớp 5 rồi. Dạ. Mẹ cháu là người ở Lưới. Mẹ là người ở Lưới. Của xã Mố. Xã là xã Sơn Thủy. Xã Sơn Thủy, thôn Mố. Mẹ cháu là ở thôn Mố. Con Vinh nè. Con Vinh là gì đó. Thì
được biết là ông bà nội cháu là mới đưa cháu về đây. Dạ. Con bữa trước mới gửi ảnh mà đưa cho Trân Trân là cái ảnh con ở bên ngoài. Dạ, ở bên ngoài thì cái cảnh rất là thảm. Dạ. Mà đúng rồi, ông ba trên đó ăn con chưa đủ nữa chứ. Dạ. Trên đó lâm rừng, lâm rầy, lâm răng mà nuôi đủ ba cháu ăn không? Dạ. Con cháu là thứ nhi nữa không? Cháu mấy tuổi? Con lớp 2. Dạ, lớp 2. Lớp 2, con 7 tuổi. Con cháu áo đỏ là ủ? Một dầu lớn. Một dầu lớn. Con ngồi thẳng lại nghiêm túc. Con nghiêm túc con. Con nghiêm túc. Là có một dầu lớn. Con là màu dầu lớn. Nói. Đây là chỉ có một mình ông nội đi làm để nuôi ba cháu đây. Yeah. Ba cháu là mất rồi. Dạ. Yeah. Là ba bị chí rửa mà mất rồi. Dạ. Bị tai nạn xe. À. Chết tại chỗ. Lâu chưa? Yeah. 4 năm rồi. Yeah. Bố mẹ cháu bỏ đi cũng 4 năm rồi. Dạ, yeah, bỏ đi. Bố vất lại ba cháu luôn. Dạ, trên này chăng được 2 đứa rồi. Không phải 1 năm mẹ. Chào, lắm mà bỏ một, yeah. Bỏ con cả năm ruột con vất đi được hay yeah. Mọi người gốc ở Lưỡi đó. Dạ, yeah. Gốc ở Lưỡi nhưng mà bố là dân tộc. Mẹ là người Kinh. À, 50-50. Dạ, 50-50 đó. Mà ông là thầy kỳ quá lắm. Em con chủ đấy à, ốm đấy ông nội thì đi làm cây bóc vỏ cây ở trên rừng đó. Tức là họ cần họ kêu mình mới có việc đó. Đó. Còn không có kêu thì mình cũng có việc. Con nha đi là nghe nói là nhà thơ. Nhà thơ ông mẹ ông chủ bắt chúng bài ông nắm chúng. À. Bây giờ dài hết chứ. Đây có lâm ruộng không chủ? Có. Không có ruộng nữa. Dạ, bà bố ruộng mổ. Hồi trước là đánh bắt cá, như chị tả thích thú. Hồi trước là làm ngư nghiệp. Dạ. Thì cách đây năm ngoại Trấn cũng có về giúp ba con ở thôn Hòa Đức một lần là bố trong thôn á. Dạ. Toàn rừng bị rậy thôi. Dạ. Giống như trên núi đó. Thì rồi cách đây khoảng 3 tháng ha. Dạ. Mà cũng có về giúp ba con một lần nữa. Phải như hoàn cảnh cũng đáng thương nhưng mà bây giờ nhìn ba cháu nhỏ này. Yeah. Thì đúng là rất là tội, sức ông bà tuổi già rồi mà còn lo cho ba cháu ăn học thì quá tội luôn. Yeah. Mà cháu học được không? Dạ, yeah. Học giỏi. À, con vừa chăm hai em. Con tên chi ạ? Dạ, Nguyễn Thị Yến Nhi. Nguyễn Thị Yến Nhi, con có? Nguyễn Thị Tương Vi. Nguyễn Thị Tương Vi. Con có? Nguyễn Việt Khang. Nguyễn Việt Khang. Nguyễn Nhật. À, Nguyễn Nhật Khang. Tiếng đẹp, tiếng hay đi mà mẹ. Yeah. Xin phải chị là trước đấy em lên là mấy cháu là giống như người ở trong rừng nữa. Tại vì không tiếp xúc ở bên ngoài á. Là không nói, bây giờ có về đấy á, có đi lui tới xã hội thì tại có vì nói. Đúng là mẹ em ở trên chân vùng cao dân tộc thiểu số thì rất là nhục nhã. Không có điện thoại nè, không tiếp xúc với nhiều người nè. Chị hay lên trao qua trên là chị biết mà. Em phải thường xuyên qua hỗ trợ tiếp cận á, để làm quen với mẹ cháu học ăn nói với thêm tiếp thu với thêm gia lô. Đấy vừa rồi lụt cáo rồi mẹ. Dạ, lụt rồi đấy. Lụt chỉ lắm. Lồi của đại. Năm 2000 là thì được. Không, 2000 là được vừa rồi đây nè. Dạ, là lụt rồi. Dạ. Dạ, tôi ba cháu thôi chứ lần đầu tiên để cô Trân thay nhà hảo tâm giúp cho mẹ cháu phân quà hay. Cảm ơn cô Trân. Để mà sách vở áo quần hay cố gắng học giỏi cái chưa. Cảm ơn cô Trân. Ba cháu cô khuyên giúp 2 triệu để mà đủ tiền lo chi phí đầu năm. Con gọi là ba khuê hay chứ con ba chị em là mua sách vở này, áo quần đồng phục này, cặp sách giày dép đầu năm để đi học hay là ba cháu là về đây lâu chưa? Dạ, mời về bữa thằng chị. Cả ba đứa? Dạ, bữa thằng chị á, bữa tháng. Mời nhập học đâu lắm đi luôn. À, mà về để nhập học phải không? Dạ. À, là hơn tháng. Dạ. À, là chưa là có tiền để ông bà nội sách vở áo quần con cố gắng mà học hết chứ? Dạ. Không phụ lòng ba khuê hả? Dạ. Con cảm ơn ba khuê. Cảm ơn ba khuê. Giúp đỡ rất nhiều. Dạ. Phải giúp đỡ là ba thầy cháu và chồng tôi thì thành cảm ơn. Dạ. Thì
nghề nương à, nghề nghề đi đi làm thuê làm mượn nuôi cháu ăn học. Bây giờ trước mắt có 2 triệu để lo tiền học phí cũng như sách vở áo quần cho 3 đứa. Con cũng không biết nói chi hơn, chỉ chúc câu chúc cho ông bà có sức khỏe đi làm được ngày mỗi 2 ngày này để về mà lo cho 3 đứa, 3 đứa cháu cho biết làm ráng chừ. Ba thì không còn, mẹ thì lấy chồng khác rồi, thì để có một cái chỗ dựa tinh thần cho mẹ cháu nó cố gắng nó học nên người cho biết làm ráng chứ. Mẹ con cố gắng lên nghe chưa? Dạ. Nghe chưa? Dạ. Phải cố gắng học nè, cố gắng ngoan nè, học cho giỏi nè, thấy? Để mai một mà lỡ cô Trân mà đi về nữa là phải có gì khen mà khoe cô Trân nghe chưa? Dạ. Giỏi chưa? Dạ. Dạ dạ. Con nghe lâu rồi mà không ra được vì hơi xa. Huế ra đây cỡ có 60 cây được chưa? Dạ. Cho nên ngày hôm nay tần rảo tranh thủ đi cho mái là mưa rồi. Dạ. Dạ. Thôi một lần nữa chúc ông mẹ sức khỏe, chúc ba con học giỏi hết. Ngoan ngoãn hết. Cô chào nghe chưa? Rồi con chào ông mẹ. Dạ. Kêu chị nha rồi đó. Chị ăn đi ăn hả? Hôm nay là đây là một hoàn cảnh gia đình là hai cháu đi thăm tật và hai vợ chồng giờ đây là hoàn cảnh giống chồng đi làm cấy rồi. Chị nó cũng làm ngư nghiệp à? Dạ. Em ở gia nội trợ mấy đứa, bốn đứa. Dạ. Bốn đứa con rồi. Dạ. Thầy có chiếc đo thế. Dạ, thầy có chiếc đo đó. Dạ, chiếc đo rồi bây giờ đo mới xong nha, họ cập lên ở trên đi. Bây giờ đi làm thuê. Dạ. Bốn đứa con mà hai đứa bị dạ bị tan tật rồi. Em đừng đấy. Con cú ní là 17 tuổi đấy hả? Cú là tôi tí đó, 15 14 15 tuổi đi đó. Dạ. Dạ. Thêm một đứa nhỏ nữa. Dạ, đi học đó. Dạ. Một mấy chục tuổi mà bốn đứa đấy chị? Dạ 37. 37 tuổi. 37 thôi à? 37 mà bốn đứa đó à? Dạ. Vợ kế hoạch chứ. Và không được là vợ kế hoạch mà cứ đẻ đều rồi. Đẻ mà mừng hai đứa ta, ta cứ nói con đẻ nhiều rồi bơ. Lấy chi mà nuôi? Thì bà lại đặt trong la mà nuôi sẵn miếng ăn đó, thiếu được phút sáu cái gì nít. Yeah. Vừa rồi chị có qua có cái đó trời có rái dành chứng tin mà có quay gia đình em vô đi chứ. Dạ dạ. Quay nhưng mà giúp chúng thôi chứ không giúp riêng tại cũng cầm tiền đi theo á. Dạ. Yeah.
Nhà đi là nhà nước cấp hả? Dạ, nhà nước cấp. Cấp trăm luôn hay là mình có bỏ thêm chứ không? À, họ cho được 17 triệu, mình bỏ ra 17 triệu là em làm được. Họ cho 17, nhà nước cho 17 triệu. Họ cho được 6 triệu mấy thôi. Cho mấy tiền điện nước cấp. Con mình tự xây dựng 17 triệu là cháu. 27 triệu. À, tổng cộng là 27 triệu. Con xây đi 70 không? Lúc nào xây cũng được sao? Mất nền khắp đi mà mưa lụt mất cái sống đi mà ra. Nè, chị vừa rồi lụt vừa rồi em lên trên ở đây muốn thấy con dặn tên thế. Ba con lên trên ở đó. Cái nước đây ghê lắm chứ. Lên này hả? Lên trên nóc này ở luôn hả? Thì con khác đi lên trên là ngủ là chị. Nhà thấp có những cái nước mà vô á. Dạ, dạ. Ở ngao mu 1000 đi mất trị á. À, rồi 1000 mu. À 1000 rồi được cái đi vô về gì trong nữa đi. Dạ. Đừng hai nha em, đừng lai like, đi đừng lai like có, đừng hai nữa. Cho cô xem. Được rồi. Dạ. Chào hẳn bình thường thôi để dạ. Để vui chơi đi. Dạ. Cái chào khổ lắm. Dẫn nhau đi về dưới xóm biệt á, cứ chiều nào cũng chạy xe đi tìm bạn đi. Dạ. Hai anh em dắt nhau đi. Dạ. Ăn bột. Nếu chưa lo cho hai đứa đi vậy là đứa nhỏ với thêm đứa nữa bơ đâu làm chi được nữa. Dạ, ăn như vậy nha mày chứ mày ghế. Mua chút luôn. Tụng được một. Hai đứa đi cùng lâu rồi mày xin là hai đứa đi gần nhau năm một. Ừ. Do vợ bên nội bên ngoài cùng nội thôi chứ hai đứa đi thành bình thường á thì sao nó giờ hai vợ chồng già khổ. Nên hai vợ chồng tao đi kiện xin thêm một hai đứa để xung quanh xóm mà họ rồi hỗ trợ thức ăn thức uống rồi nữa. Vậy xin cả ta trợ đồ về cho hai chồng để hai vợ chồng có giống như cái nguồn sau này để ra có hai đứa nó vững chắc là nó cho sau này cho về gia cho hai đứa này được đấy. Muốn ăn một lần là chị này khóc chị muốn xin là giống như để cho hai cháu được vô trại trại mua cối đó nữa chứ một mình mình nuôi được hiểu nó nói chung là bây giờ ông xã chị là đi làm để lo gạo lo cơm. Dạ. Mà đi làm thuê là làm chi? Dạ đi làm cái họ kéo cả ngày đến tối được 300 tối thôi mới về. À được làm cái có đều việc không? Dạ thất thường đó khi có việc họ kéo mình cũng có việc tự nha. Ừ. Rồi cũng chia trong 300 nhưng mà khi có khi không. Dạ. Ừ. Bắt tay. Nói chi đến này em cũng chuẩn bị trước mà thấy mẹ cháu đấy cùng tôi á. Dạ. Thì có cố vấn Trân ở Mỹ. Dạ. Ở New York Mỹ. Dạ. Giúp cho gia đình chị 500 lo cho mẹ cháu ấy. Dạ. Em cảm ơn chị vậy lại là cô ở bên Mỹ rất nhiều. Cô Vân. Dạ cô Vân. Dạ. Nó không buồn lắm. Cho mẹ cháu 500 để hồi em về sửa thêm cho mẹ cháu. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Tao bao một ăn. Được rồi, tiền đó ạ, đốc mẹ, bố mẹ. Dạ. Dạ dạ, có chi. Dạ. Rồi em chào chị hết. Dạ. Muốn bà em mà. Và bây giờ là Trân Trân lại tiếp tục tới một gia đình nữa. Theo sự giới thiệu của người đẹp đây. Dạ. Cũng hoàn cảnh đặc biệt. Dạ xin chào chị. Dạ đây là một hoàn cảnh là anh này đã bị quá phụ giúp nha cho họ. Mà rớt từ trên mái nhà xuống. À. Là cách đây là 7-8 năm, 10 năm đó. Chắc là 10 năm. À rớt đi phụ giúp làm thuê cho họ. Dạ. Rồi bắt rớt từ trên mái nhà xuống. Dạ. Và bị tai nạn luôn. Dạ. Và chưa là bị chi anh? Bị bối họa hay sao cả. À. Vối họa hai khớp hạng. À, mà có gia đình chưa anh? Có rồi. Có mẹ con? Dạ, hai đứa chứ vợ bỏ đi rồi. Có hai đứa con gái, vợ bỏ đi. Có hai đứa con gái, con vừa anh là bỏ đi rồi. Dạ. Thầy anh tai nạn mà vừa anh bỏ đi. Dạ. Ừ, con hai đứa con gái lớn chưa? Dạ, được học lớp 8, được lớp 5. À, anh mấy mươi rồi mà con nhỏ dạ, đi. Anh năm 37. À, 37 rồi hả? Dạ. À. Bà bảy mà vợ bỏ đi hai đứa con rồi thì cũng con tuổi ăn tuổi học á. Dạ, đã nhờ ngoài vì xung quanh xóm á. À, nhờ ba con hỗ trợ. Dạ. Cho nhà cũng con trọng trại nè. Dạ. Vợ bỏ
đi rồi chứ hai đứa con, đứa lớp 8, đứa lớp 7 anh hả? Đứa lớp 8, đứa lớp 5. À đứa lớp 8, đứa lớp 5. Đứa bơ anh bị chứ đi lấy tiền con nuôi cháu. Dạ. Hàng xóm thì mức đồ mua thôi chứ. Dạ anh hay kêu gọi mình nha, tay trở đó. À à, kêu gọi mình nha chứ. Phụ cấp hơi thẳng luôn. Thì ăn tiền ăn tăng rồi đó. Còn tiền học đâu nắm cho mấy đứa nữa? Dạ tiền học thì anh kêu gọi cái thầy quán á. À. Dạ. Cũng giúp thêm. Dạ giúp thêm. Rồi anh có tốn tiền thuốc đấy chứ không? Dạ thường thường thì không có. Ừ. Trước đấy là rất là nhiều. Nhưng dạ. Mà chưa đi là ngồi một chỗ cũng làm chưa được nữa hả? Dạ liệt cũng. Anh liệt. Anh tên chi anh nè? Dạ Tấn. Võ Văn Tân. Võ Văn Tân. Dạ. Ừ. Hình như là trong nhà là con mẹ đó chỉ hồi xưa có về thóc qua là mẹ đi nhận đấy phải không? Nhà mẹ nuôi thì ở dưới kia. À mà lên đây nữa thôi. Dạ lên đây giúp hỗ trợ cho con. Cho con đây là nhà riêng của anh. Dạ. Ừ. Trước đấy. Là cũng ở dưới sông nước lên. Dạ dưới sông nước lên đó. À dưới sông nước lên cho nên đi làm thuế thôi chứ đâu có. Dạ làm thuế. Ừ. Mà sao cứ vừa bỏ đi nhiều đi hè? Mới 37 tuổi là anh bị mười mấy năm rồi hả? Mười năm là bị khi 27 tuổi chứ. Dạ. Đây có cô Vân Trân ở New York á. Dạ. À, giúp anh 500. Dạ, rất con cảm ơn. Dạ. Để anh thuộc thang ăn uống hết. Dạ, rất con cảm ơn. Yeah. Mới giúp 500 đó thì của anh con bây giờ có cô Liên ở Sài Gòn. Yeah. À, giúp thêm anh 500. Yeah, để anh lo cái phần này là lo cho hai cháu đầu năm học á. Dạ dạ. Dạ. Thầy con cũng xin cảm ơn cô Liên. Dạ. Dạ các con xin cảm ơn cô thì giúp đỡ thêm cho hai cháu với thêm em hoàn cảnh khó khăn. À rồi, cố gắng lên anh ấy. Dạ dạ. Rồi chúc anh nhiều được nhiều nhà hảo tâm thương. Yeah. Và được ba con xóm giềng và ba con ở đây cũng cực hết chứ. Yeah. Có ai khả già mố. Yeah. Cũng là hoàn cảnh gì sống gì nước lên gì đo lên. Cũng đâu có công ăn việc làm. À còn năm bữa chứ bữa tô cơm cho cháu chứ bưng tới cho anh à. Ăn có làm gì được không? Cũng không nấu nướng được. Dạ, luôn. Bò đi theo cái cải đi vìn được á. À cái cải như đấy hả? Dạ. Thôi em chào anh nha. Dạ. Dạ dạ. Xương chân bàn, xương bàn á. Gãy xương chân hạng hả? Dạ, chân bàn. Chân. Bàn. Dạ. À. À, rồi bây giờ chứ bởi nhiễm trùng. Nhiễm trùng luôn. Dạ. Nó chưa là nộp của mấy tiền rồi. Dạ, nộp. Bốn triệu rưỡi rồi. Bởi bữa kia là 1 triệu, mới chưa 4 triệu rưỡi rồi. Dạ, dạ. À, rồi bắt tiền mỗi mình nộp.
sớ sớ dạ, đây dạ, kêu gọi dạ, được không dạ, sớ này. À, sớ chứ không phải bệnh viện dạ, dạ. Tại vì nghe dạ, dạ. Chị cũng nghe là sớ nói là dạ. Sớ cũng như là mẹ chị rất là đi kêu gọi khắp nơi dạ, dạ. Để mà giúp cho trường hợp của em, tại vì ở trên đó thì đâu có làm chi ra được nhiều tiền, hay là trong người có nhiều tiền để mà lo viện phí. Rồi còn thêm một người con bị đồng kính là mấy tuổi rồi? Dạ, 4 tuổi. Em có mấy người con? Dạ, 3. 3 người con, lớn nhất là mấy tuổi? Lớn nhất 14. Lớn nhất 14, mà cháu có bị đồng kính là mấy tuổi? Là 4. Là 4 tuổi là cháu út hết? Dạ, dạ. À. Rồi ngoài làm ruộng được mấy sao? Dạ, 1 sao. 1 sao thôi, thì tên là lưỡi trắng cũng nhiều lần lên trăm. À, thay nhà hảo tâm trao quà đến ba con, thì ba con rất là vui mừng. À, từ những bao gạo mà xã ngó thì Trấn cũng có điện điện trao thay cô chủ Hải Mai ở Mỹ đó. Qua clip thì ba con cũng hình dung được cuộc sống của người dân ở trên vùng cao thì khó khăn như thế nào, nhất là những trường hợp mà bệnh tật này nọ thì là khó khăn cực khổ thì không thể nào mà kể xiết được hết. Rất là đáng thương các trường hợp mà nằm viện, biết bao nhiêu tiền phải nộp, rồi đường xá xa xôi ở lại thì cơm ăn hàng ngày nữa, chi tiêu đủ thứ. Rồi em có tiền tiêu hàng ngày không? Không hả? Chứ 4,5 triệu mà vừa em là phẫu thuật ngang mất rồi. Dạ, ngang mời chân bán, chân bán vì nhiễm trùng nữa. Mới phẫu thuật bán chân hả? Xương chân bàn này. À, bàn chân, xương bàn chân. Xương bàn chân. À, xương bàn chân. Mới phẫu thuật xương bàn chân thôi. Dạ. Rồi thì họ nói là khoảng bao lâu là có thể là được? Bác sĩ bảo thì ít nhất là 4 tháng. Ít nhất là 4 tháng mới được ra viện. Dạ. Sao? Vì một nhiều cũng đoán. Dạ. Rất là nhiều tiền đấy, có bảo hiểm không em? Dạ, có bảo hiểm y tế. Có bảo hiểm y tế mà cũng phân bố đỏ thôi chứ con phải nộp phối cho đủ, rồi thuộc men và thuộc năng là cũng phải đi mua ngoài, chỉ nằm viện ngoài chỉ biết quá luôn. Chứ trước mắt là qua bữa kia thì hoàn cảnh mà trình bày như vậy thì có anh chị Sơn Tuyết ở Úc giúp cho em 3 triệu nữa hết. Anh chị Sơn Tuyết ở Úc giúp em 3 triệu, về mà đóng thêm tiền viện phí đã 1 triệu, 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu. Chưa về mà lo thêm cho vợ, rồi có ai nữa thì chị điền chị phốn chứ, như mà con nuôi 4 tháng nữa là cũng hề đơn giản. Rồi sau đó việc lao động nuôi sao nữa? Vừa em là có đi bẻ măng bẻ củi chứ thông rừng không? Dạ cũng có dạ, khi chưa đau rồi cũng có làm thì vô trồng rừng kiếm ăn kiếm măng nó ra bán nữa dạ. Thôi chứ con một sao ruộng thì chỉ có được một vài bao gạo mà sao mà đủ sống cả mùa cả năm. Dạ. Thôi rửa cố gắng hết rồi cầu chúc cho bao đỡ, rồi có ai giúp nữa thì chị ấy liên lạc với em hết. Dạ. Thì chưa không có gì hơn, em cũng thay mặt gia đình thì đau ốm thế này thì nhờ chị Xuân Tuyết đến từ Úc nhà tài trợ. Thì em cũng có gì hơn cảm ơn nhà tài trợ và anh chị nhiều. Dạ, cũng chúc anh chị mai mai mạnh khỏe và thành công nhiều hơn. Được rồi, anh chị nghe nữa rồi. Dạ. Rồi hết. Dạ. Tạm thời thì nói cho vợ con mới đã hết. Dạ. Dạ.